Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản thực tế ở Thành Len. Trước mặt quý anh chị đây chính là toàn bộ hình ảnh mới nhất từ cầu Vành Đai 3. Quý anh chị đang được nhìn thấy đây chính là cây cầu lớn nhất trong tuyến đường Vành Đai 3 bắc qua sông Đồng Nai, kết nối huyện Nhân Trạch với thành phố Thủ Đức. Bên này là Nhân Trạch, còn bên kia là Long Trường, quận 9 quý anh chị nhá. Quý anh chị đang được nhìn thấy đây chính là toàn cảnh đại công trường đang thi công, các đơn vị đang tấp nập thi công với 3K4 kíp xuyên ngày đêm và xuyên lễ Tết để cho kịp tiến độ đề ra, phục vụ tuyến kết nối cho sân bay quốc tế Long Thành. Như vậy, sân bay quốc tế Long Thành đã ấn định ngày bay thương mại, đó chính là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026. Đây là ngày mà sân bay quốc tế Long Thành sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên cũng như là cất hạ cánh với những chuyến bay được ghi vào sách lịch sử đầu tiên quý anh chị nhé. Với cái cầu Vành Đai 3, cầu Nhân Trạch, hiện tại chúng ta đang được thấy trên đại công trường, các đơn vị cũng đang tấp nập triển khai. Mặc dù những ngày qua trời mưa bão gió rét, nhưng các đơn vị vẫn đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để kết nối cho kịp các cái tuyến đường phục vụ cho sân bay. Với tuyến đường Vành Đai 3 cũng đang được thúc hối và đẩy nhanh tiến độ. Cộng với đó, sắp tới sẽ khởi công cả tuyến đường Vành Đai 4 đoạn đi qua Đồng Nai. Với những dự án đi qua Đồng Nai, rất nhiều đơn vị e ngại về vấn đề giải phóng mặt bằng, và nhiều người dân chúng ta thì thấy rằng là Đồng Nai hầu như dự án nào tới Đồng Nai khá là chậm trễ. Tuy nhiên, lần này chắc chắn là phải làm nhanh để cho kịp tiến độ thi công và phục vụ sân bay khi mà sân bay quốc tế Long Thành đã ấn định ngày bay rồi quý anh chị nhé. Cầu Nhân Trạch có tổng chiều dài 8,22 km, bao gồm 6,3 km qua tỉnh Đồng Nai và 1,92 km qua thành phố Hồ Chí Minh, thuộc dự án thành phần 1A đang được xây dựng. Vị trí kết nối từ Tân Vạn đến Nhân Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành Đai 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cầu khởi công vào tháng 9 năm 2022, tổng mức đầu tư hơn 6.955 tỷ đồng từ vốn vay ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước, do công ty Cung Hôn LVC Hàn Quốc thi công, đã được hợp long những nhịp đầu tiên vào chiều ngày 12 tháng 9. Và bây giờ chúng ta thấy là các cái nhịp cũng đã hợp long rồi quý anh chị ạ. Với tiến độ tổng thể toàn diện dự án thành phần 1A đạt khoảng gần 80%, riêng cầu Nhân Trạch đạt hơn 80%, cụ thể là 85%. Sau khi hợp long trụ P19, P20 và trụ P20 đến P21, các nhịp còn lại sẽ hợp long vào tháng 1 năm 2025. Hai nhịp cầu chính đầu tiên được bắc qua sông Đồng Nai tại hai trụ P19 và P20, và trụ P20 đến P21 được hợp long vào chiều ngày 12 tháng 9. Sau đó, các đơn vị hoàn thành mặt bằng cầu, lắp đặt lan can, chiếu sáng. Như vậy, chúng ta đang thấy rằng các hệ thống của cầu cũng sẽ được đồng bộ và lắp đặt. Bên cạnh việc cầu đang vượt tiến độ thi công, chúng ta thấy rằng là nhà nước của chúng ta cũng đang thúc đẩy rất rất nhiều công trình để đồng bộ với sân bay. Quay lại với cầu Vành Đai 3, chúng ta đang thấy rằng là tiến độ thi công tại thời điểm hiện tại đã đạt tới 85% rồi, rất là nhanh rồi quý anh chị nhé. Hiện tại thì đang gấp rút thi công và kịp tiến độ thông xe vào lễ ngày 30 tháng 4 năm 2025. Hy vọng là các cái điểm kết nối thông xe với cái mốc là 30 tháng 4 năm 2025 thì cũng chỉ còn khoảng nửa năm nữa, cầu Đồng Nai đường tuyến đường Vành Đai 3 sẽ thông xe. Hy vọng là các cái điểm kết nối từ đầu cầu bên này và đầu cầu bên kia, hiện tại nút giao thông giữa tuyến đường Vành Đai 3, nút vị trí của Tân Vạn cũng đang được thúc đẩy và giải tỏa mặt bằng, đang được tiến hành thi công rất là rầm rộ để cho kịp cái tuyến đường kết nối. Nếu mà 2025 tháng 4 kịp được tiến độ và phía bên này tuyến đường Vành Đai 3 đưa vào hoạt động, như vậy chúng ta sẽ thấy một nhịp Nhân Trạch sẽ bùng nổ rất rất là sớm quý anh chị nhé.
bùng nổ về giá trị bất động sản, cũng như năm 2025 thì Thành Lan dự đoán là Nhân Trạch và Long Thành sẽ cực kỳ sốt. Như vậy tại sao Thành Lan lại dự đoán như vậy? Bởi vì tuyến đường vành đai 3 kết nối và thông xe tạo nên sự lưu thông mới cho một cái nút thoát của Nhân Trạch. Hiện tại Nhân Trạch chúng ta đang chờ đợi thêm một nút thoát nữa, đó chính là nút thoát phía bên Vũng Tàu, cầu Phước An. Cầu Phước An đang thi công rất là rầm rộ. Khi mà cầu vành đai 3 này, cầu Phước An thông, chúng ta sẽ thấy một cái con đường lưu thông là từ Bình Dương này đi qua Đồng Nai, đi qua thành phố Hồ Chí Minh, đi qua Đồng Nai và đi xuống Vũng Tàu rất rất là nhanh. Như vậy tỉnh Bình Dương cũng có lợi quý chị nhá. Tỉnh Bình Dương, các khu nghiệp ở Bình Dương, chúng ta đi lấy hàng cắt lái này, rồi chúng ta đi lấy hàng ở đâu ạ? Chúng ta đi lấy hàng ở Thị Vải, trên sông Thị Vải như là cảng Phước An hoặc là cảng Cái Mép rất là gần. Và tiết kiệm được khoảng 30 km, 30 cây. Nhưng 30 cây này không phải 30 cây đường thẳng mà thông đâu quý chị, mà tiết kiệm được 30 cây, trong đó có một đoạn kẹt từ ngã tư Vũng Tàu cho tới Nhân Trạch. Chúng ta sẽ thấy rằng là nếu quý chị lưu thông từ ngã tư Vũng Tàu đến Nhân Trạch, hầu như là toàn những khung giờ mà xe tải đi lấy hàng kẹt xe nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy tránh được cái quãng đường kẹt xe đấy, cái việc mà tiết kiệm thời gian này, rồi tiết kiệm được cái xăng xe này, đó rất là quan trọng quý chị ạ. Và đặc biệt là cái tiến độ mà giao hàng và thi công những cái hàng gấp đấy chẳng hạn, thì đây sẽ là những cái câu chuyện mà sự thay đổi của sự kết nối tạo giúp cho nền kinh tế động lực của các khu vực lân cận và kết nối tạo nên chuỗi kinh tế mới. Và như quý chị đã được thấy thì khi mà chúng ta đi đầu tư tại Long Thành và Nhân Trạch, hiện tại Long Thành và Nhân Trạch đang rất là gọi là nguyên sơ nhé, chứ nếu chúng ta nói hoang vu là không đúng, nguyên sơ. Như vậy thì đang có cái xu hướng này, chủ trương này và kế hoạch này của nhà nước đề ra là phát triển Nhân Trạch thành thành phố cảng và Long Thành 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 phố kim cương và Đồng Nai thành thành phố gì ạ? Trung ương, thành thành phố trung ương. Thế thì câu chuyện là Biên Hòa sẽ lên thành phố đô thị loại 1 và trung ương đấy, thành thành phố trung ương giờ cho đến năm 2035. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng Long Thành, Nhân Trạch đang có xu hướng phát triển về thay đổi về quy chế quản lý, về cơ sở hạ tầng, thì sẽ có một cái điều xảy ra, đó chính là đầu tư công về Long Thành, Nhân Trạch đang đầu tư về cơ sở hạ tầng, về nút thoát để kết nối. Khi có những sự kết nối giữa vành đai 3 thông xe kết nối, rồi tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành kết nối, cộng với đó là Hương Lộ 2 và tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, rồi chúng ta sẽ thấy nguyên một cái đại ồ ạt của các cái dự án như là tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm, rồi là tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu tới đó nữa, một cái chu kỳ, một cái tuyến đường mà phải nói là ghi vào sách lịch sử, thay đổi hoàn toàn sự kết nối của cả nước, đó chính là tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam cũng sẽ đổ về Long Thành. Long Thành Nhân Trạch sẽ có những gì nữa ạ? Tuyến metro Long Thành Suối Tiên, đấy là những cái tuyến kết nối. Và chúng ta sẽ có những tuyến sẽ làm như là 769, tỉnh lộ 771. Khi mà giai đoạn giờ cho đến năm 2035, đây là những cái giai đoạn thay đổi của Long Thành và Nhân Trạch. Và giờ đến năm 2035 thì những cái tuyến đường này đều khởi công và đều làm, đều đưa vào hoạt động cả. Và đồng thời song song với việc mà đường xá làm, kết nối cơ sở hạ tầng làm, thì sẽ quay lại câu chuyện là gì ạ? Sự thúc đẩy và nhu cầu công việc, sự thuận lợi ở vị trí địa lý và di chuyển giao thông sẽ giúp nhiều nhà đầu tư về Long Thành và Nhân Trạch, cộng với việc là mở cơ chế quản lý ra nữa, thì Long Thành và Nhân Trạch sẽ là một cái miếng bánh ngon để người ta đầu tư công ty, mở xí nghiệp, mở dịch vụ, mở nhà hàng, mở khách sạn, rồi là gì ạ, xây những tòa chung cư. Khi mà có dân cư về hút theo các cái công ty xí nghiệp về thì chúng ta sẽ có cái lượng dân cư đông đảo và tạo nên cái thành phố mới. Như vậy thì sẽ có những cái chung cư cao tầng, rồi có những cái gì ạ, khu phố, dãy phố và thành phố đông đúc. Như vậy sẽ bùng nổ về bất động sản quý anh chị nhá, sẽ bùng nổ về bất động sản. Vậy lúc này đây chính là thời điểm đầu tư tốt nhất ở Long Thành và Nhân Trạch. Mọi thứ không còn nằm trên giấy tờ nữa, mà mọi thứ đã và đang triển khai và định hình, có chiến lược, có chủ trương của nhà nước rồi.
thì quý anh chị đầu tư Long Thành Nhân Trạch rất là yên tâm. Như vậy đây chính là cơ hội quý anh chị nhá, khi mà chúng ta đang nhìn thấy cả vùng này hoang sơ, chứ đến lúc mà chúng ta nhìn thấy nó như là quận 1 Sài Gòn rồi thì quý anh chị vào lúc đấy chỉ có là gì ạ, vận hành cho thuê thôi ạ. Còn mà đầu tư lãi vốn dòng tiền của bất động sản thì lúc này nó đã bão hòa rồi, nên đây là cái chu kỳ thay đổi. Và như thế thì đấy là cái quan điểm cá nhân của một người đầu tư và một người va chạm bất động sản hàng ngày như Thành Len, có những cái lời khuyên chân thành đến quý anh chị, đó chính là thị trường Long Thành và Nhân Trạch là một miếng bánh rất là thơm và là cơ hội đất nước chúng ta sẽ đi theo chu kỳ. Khi mà hết cái chu kỳ thay đổi này rồi á, chuyển mình này đó, thì quý anh chị muốn tìm một cái nơi mà để mà đầu tư mà nó có sự chuyển mình rất là khó nha quý anh chị. Còn đây là cơ hội chuyển mình sau khi mà tất cả mọi thứ đã chuyển mình xong rồi ấy, Long Thành và Nhân Trạch đều lên thành phố và đều có các đô thị rồi, là sầm uất rồi, nó nhìn như là trung tâm Hồ Chí Minh rồi, thì lúc này quý anh chị nhảy vào đầu tư là sẽ không có lợi nhuận cao, và hơn nữa là chúng ta không thể mua một bán hai bán ba bán 10 được đấy, bởi vì lúc đấy nó bão hòa rồi. Và bây giờ đây chính là cơ hội để quý anh chị đi đầu tư ở một nơi có sự phát triển rõ ràng, cũng như là được nhà nước ưu ái, và sắp tới thay đổi về cơ chế quản lý cũng sẽ mở về câu chuyện là mời nhà đầu tư để phát triển ở khu vực này lên một tầm cao mới. Như vậy đây là cơ hội để quý anh chị đi mua đất sao, đất mẫu hay là đất phân lô. Tuy nhiên Thành Len khuyên một điều rằng quý anh chị đi mua nên nhớ cho Thành Len điều là chúng ta phải tìm hiểu rõ quy hoạch nó gần cái gì và phát triển cái gì. Ví dụ như người dùng cuối cùng là ai, cái đó thì rất là dễ trả lời rồi, phải không ạ? Sáng nay Thành Len cũng nhận được một cuộc gọi điện của một vị khách, nhưng vị khách này lại không deal cho Thành Len được là vị khách này có dòng tiền bao nhiêu và sẵn sàng xuống tiền bao nhiêu và chọn loại hình nào. Nếu quý anh chị tìm đến Thành Len, quý anh chị chưa biết chọn loại hình nào, ok, chỉ cần quý anh chị đưa ra cho Thành Len một cái sâu, đó chính là quý anh chị đang có bao nhiêu tiền và sẵn sàng xuống tiền trong vòng bao nhiêu năm, và yêu cầu Thành Len phân tích xem là đầu tư loại hình nào và lợi nhuận khoảng bao nhiêu. Đó, lợi nhuận khoảng bao nhiêu quý anh chị nhá. Tại vì không ai có thể tính được trước cái lợi nhuận của thị trường thay đổi, thị trường bất động sản. Tuy nhiên, những cơ sở để mà tính cơ sở lợi nhuận cho quý khách hàng đầu tư vào thì chúng ta sẽ tính theo thứ nhất là cùng giá đất, thứ hai thay đổi cơ chế quản lý, thứ ba là việc tăng giá trong vòng 20 năm vừa qua của thị trường bất động sản, những cái thăng trầm sốt và không sốt thì sẽ có những cái thay đổi như thế nào. Cộng với đó là sắp tới những hạ tầng giao thông được làm, những tuyến đường được làm, cơ sở về pháp lý cũng thay đổi về cơ chế quản lý lên thành phố, cũng như là sẽ thay đổi về tuyến là thoát của giao thông. Bởi vì ngày xưa Long Thành và Nhân Trạch thì riêng Nhân Trạch như là một ốc đảo, còn Long Thành thì lại thiếu một cái gọi là cái chủ lực phát triển kinh tế, không có một cái sự động thái chủ lực để thu hút nhà đầu tư và kinh tế về. Thì nay sân bay quốc tế Long Thành đã khởi công và sắp tới cũng sẽ đưa vào hoạt động. Đây chính là nền thúc đẩy kinh tế lớn nhất, cộng với đó là các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng từ Long Thành, Nhân Trạch đi miền Tây, từ Long Thành, Nhân Trạch vào thành phố Hồ Chí Minh qua các tuyến đường lớn, cũng như là các cái tỉnh lân cận như là Long Thành, Nhân Trạch, Bình Dương, Long Thành, Nhân Trạch ở Bình Thuận chẳng hạn. Đấy thì tất cả mọi thứ chúng ta sẽ được kết nối qua các cái tuyến đường, cụ thể là các cái tuyến đường vành đai 3, vành đai 4, các tuyến cao tốc bến lức Long Thành, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, vân vân. Đấy thì chúng ta sẽ thấy sự kết nối được đồng bộ. Và đây chính là toàn bộ những thông tin hình ảnh mới nhất Thành Len cập nhật mới nhất cho quý anh chị. Quý anh chị đang đi đầu tư liên hệ Thành Len để được tư vấn trực tiếp quý anh chị nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.